video. Mình xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Song Quê TV. Chúc các bạn một buổi chiều vui vẻ và nhiều điểm phúc nha. Hôm nay gia đình mình đi xem lễ hội đua xuồng. Hiện tại là mình đang ở xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Tối nay là có chương trình văn nghệ. Rồi, Phát với mẹ xin chào các bạn ơi. Hello. Ơi. Có đua xe. Giờ này có anh Trăng mọc lên nè. Phát lại gờ miệng con ếch kìa. Từ bây giờ lộ bộ tầm khoảng 500m cũng tới cái chỗ cái cổng ngày hội mùa nước nổi nha các bạn. Ở đây có hai chiếc thuyền, có một chiếc thuyền lớn thì có cái xuồng cặp bên, còn phía bên kia có cái chiếc xuồng nhỏ. Bây giờ Phát với mẹ Phát đang di chuyển xuống chiếc thuyền ta trang trí đây nè các bạn. Tổng cộng mình được mấy chiếc thuyền như vậy? 9-10 chiếc gì đó. 10 chiếc hả? Dạ, một ấp 1 chiếc. Ấp 1 chiếc ha. Thấy như đây này để 2 ấp không? Thiếu á. Một có chiếc thuyền là một ấp. Mà thiếu thuyền rồi. Rồi cái thuyền này là 2 ấp hồng lại để trang trí. Ủa gì là mình chạy máy đèn hả anh, chứ không phải xài điện sống ở trên bờ hả? Tao nghe nói vậy. Quay trên YouTube hả? Dạ dạ. Đây trang trí nhìn thấy cũng bắt mắt lắm nha. Này là đèn to đám cưới luôn anh. Gì hả? Dạ. Rồi chút xíu mình trở lại nhậu chung với thuyền luôn. Dạ rồi. Bây giờ gia đình mình lên mấy gian hàng bán bánh nhân gian nha. Mì mắm. Bánh chưng đây. Ta đổ một bánh là nhiều. Anh ơi bánh đúc đây thôi. Bánh nhân gian hả? Dạ. Bán ăn đúc không? Một hộp nhiêu? Dạ, một hộp nhỏ 10 ngàn, một hộp 20 ạ. Đặc sản hả? Dạ, đặc sản của thành phía Tây. À. Dạ có. Vô đây. Anh à. Chị dùng thử đi chị. Có dùng thử chị, dùng thử đi chị. Thử đi vậy? Thử đi. Đặc sản của thành phía Tây đó, mình dùng thử đi. Không có, mình thử miếng đi. Thử đi ăn được thì mình mua. Thử cho cảm nhận nha. Được không? Rồi cho em thử miếng đi. Rồi chờ mẹ em tí. Đây có bánh bò nè. Rồi mời các bạn dùng một miếng bánh đúc nha, thì thử nha. Bánh làm ngon nha. Dạ bao ngon anh ơi. Ở đây là tụi em mới giới thiệu cái món đặc sản của quê hương miền Tây mình ha. Bữa nay mới có dịp trổ tài anh ơi. Quê hương Thạnh Mỹ Tây à? Dạ đúng rồi. Bánh đúc này là tại quê hương Thạnh Mỹ Tây em luôn. Dạ. Trong bữa nay bán là toàn là đồ đặc sản. Dạ đúng rồi, mình ăn là mình sẽ cảm thấy cái hương vị nó xuất phát hoàn toàn từ cái hương vị của ông bà mình, mà bánh ngon á, đặc sản nổi tiếng đó. Hương vị truyền thống ha. Dạ đúng rồi, ngày hôm nay là cái ngày hội mà để mình ôn lại cái truyền thống của ông bà mình, và từ trước tới giờ những món ăn đặc sản dân gian mình không muốn lừa thất truyền á. Đó. Thì ngày hôm nay là để dịp á tất cả mọi người đều trổ tài á. Rồi cảm ơn em. Dạ. Ăn cái kêu mà trời biết rồi. Bánh
dài dài lên trước đi. Ở đây là mấy gian hàng đã bán mấy bánh truyền thống. Nó trứng gà tươi kìa. Không khác ăn, ăn trứng gà không? Biết nói chuyện luôn à. Cái chạch đó 300 một ký hay là 300 một ký? Bây giờ cá chạch sống mà còn 300 ngàn mà nhỏ xíu xíu. Cái này là nửa ký, nửa ký 300 ha. Đi đi lọn ở trong này trứng lộn nè. Hàng bên đây thì bán hộp vịt lộn nha. Chà rửa rất là sạch sẽ, rất là hợp vệ sinh. Và có chỗ cho mình ăn luôn. Ăn có ăn trứng nhiều để lên cái mâm được. Mấy đứa con gần đây không? Mấy đứa con gần đây không? Dạ, con xa, con cách đây chở ba cây, dưới cầu ba sao. À. Cậu kinh chính. Còn gì hả? Con 13. À. Cái lộn đấy. Rồi, xin mời các bạn nha, dùng một miếng bánh đúc nha. Quên má. Bác thì ăn trứng gà. Trứng gà luộc. Rồi, xin mời các bạn cùng dùng nha. Từ ngàn cây à. Phát mới lụm trứng hột gà, giờ lụm trứng miếu xích. Xin mời cô chú đi. Không mời cô chú. Mời cô chú ăn với con. Rất là nhiều gian hàng bán đầy đủ các món ăn dân gian nha. Mình thấy là đa phần là bánh. Bánh thì nhiều. Có này nha. Cái này trứng gà. Cà na. Này bánh gà. Bánh gì quên rồi ta? À, bánh bèo. Bánh bèo. Tất cả các loại bánh dân gian. Bánh lá. Bánh ít. Xin lỗi anh té. Anh té cho xíu hay cưng nha. Gọi xong đi vô. Bán rất là nhiều mấy món đồng khuôn đồng của nội. Đây bán cho nội ăn tại chỗ luôn. Ăn nóng rồi gỡ rất là ngon. Chả cá chiên phải không cô? Dạ. Bên đây thì cô bán chả cá chiên với chả giò. Rất là bắt mắt nha. Hôm nay mình dẫn các bạn đi tham quan chợ quê nha. Chợ quê mùa nước nổi. Ở phía sau cánh gà bên đây thì có mấy nghệ sĩ, ca sĩ và bên đoàn nghệ thuật của đài đang chuẩn bị công tác chuẩn bị quay. Chuẩn bị quay trực tiếp đài cho mọi người mà con xem. Tổng cộng là 9 thuyền của 9 ấp khác nhau các bạn.
chỉ có cái chiếc thuyền đèn sáng sáng ở ngoài giữa đồng đó là hai ấp hợp tác trang trí. Hiện tại là trên con lộ bà con rất là đông nha. Rồi phía sân khấu thì bên tay trái mình nè, ca sĩ Trọng Phúc. Mọi người đang chuẩn bị máy quay mọi góc để chuẩn bị chương trình nha các bạn. Bên đây có một cái chiếc đò, ta đang nhậu với đò nha. Cặp bờ thì có được 5 chiếc xuồng, có mấy cái số ở đầu mũi các bạn, là để ngày mai bắt đầu đua xuồng nha. Hiện tại là du khách và bà con đứng trên lộ rất đông nha các bạn. Ở phía đây là lộ mới 945 đường Hòn Đất, chỗ qua bên dầm sáng Vĩnh Tre. Ở đây là khúc giữa đây các bạn, tổ chức lễ hội đua thuyền mùa nước nổi. Ông lên đò đúng không? Hai ông này lại là nó cho không có hai ông này là hư chương trình đó, phải có hai ông này mới được chương trình nó mới được. Không có là ông đốc mà bơi xí xít vô ơi. Mà bơi nhanh cũng bị hư đó nghe, phải bơi chậm chậm nha. Còn nước đỏ ngầu cuồn cuộn từ cửa nguồn sông Mekong tràn về đồng bằng sông Cửu Long, mang theo nhiều phù sa và nguồn lợi thủy sản. Vào thời điểm này, tại các địa phương đầu nguồn như Đồng Tháp, An Giang, Long An, mênh mông trong biển nước trắng xóa những cánh đồng. Hầu như những ai được sinh ra và lớn lên ở mảnh đất chính đồng cũng đều có chung một cảm nhận về một hình ảnh rất tổ quen thuộc và sẽ là một phần ký ức trong cuộc sống của người dân nơi đây. Nó nhắc nhở cho mọi chúng ta về vòng quay của tạo hóa và những thứ tình cảm thiêng liêng sâu nặng với mảnh đất quê hương đã nâng giữ mình từ những con cá cọng rau. Có lẽ không ở đâu mà người dân lại mong muốn con nước về ở miền Tây Nam Bộ, bởi khi con nước về không chỉ đứng mặn cho đất mà còn mang theo phù sa màu mỡ phun bồi cho đồng ruộng dường tượng, cùng với đó là rất nhiều sản vật như tôm cá được dồi dào. Lũ về cũng đồng nghĩa với việc hàng triệu người dân nơi đây có điều kiện bám theo con nước mưu sinh trên dòng kênh và các cánh đồng. Mà thời điểm chúng tôi muốn nhắc đến đó chính là mùa nước nổi. Ngày hội với các hoạt động đặc sắc mang đậm bản chất miền Tây sông nước với các trò chơi dân gian như trò chơi đi cầu tre, trò chơi bắt vịt, bè nổi, giải điện giả người cao tuổi. Và bên cạnh đó còn rất nhiều các gian hàng ẩm thực nổi tiếng, và đặc biệt hơn nữa là giải đua xuồng trang chức truyền hình An Giang và báo An Giang lần thứ nhất năm 2023. Trên đầu kính mời quý vị và các bạn hãy cùng đến tham gia cùng trải nghiệm các hoạt động trong ngày hội vào sáng ngày mai 28 tháng 10 năm 2023. Thay mặt cho Ủy ban Nhân dân huyện Châu Phú, sự trân trọng thông báo và trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị thân mến, và bây giờ trở lại chương trình đêm nay. Được sự tín nhiệm của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Châu Phú, công ty tổ chức biểu diễn ca nhạc và sự kiện Thanh Hải thực hiện chương trình văn nghệ mùa nước nổi lần thứ nhất năm 2023 tại huyện Châu Phú. Đêm nay rất nhiều các tiết mục đặc sắc và đặc biệt hơn nữa với phần góp mặt của nghệ sĩ ưu tú Trọng Phúc và ngôi sao ca nhạc Phan Minh Tùng, hứa hẹn sẽ mang đến quý khán giả một đêm nghệ thuật thật tuyệt vời, thật nhiều màu sắc. Thưa quý vị thân mến, và bây giờ tiếp nối chương trình sân khấu này, xin đồng chí mời quý vị các bạn chúng ta cùng đến với bài hát Ly Cúc Những Điều Lý Quê Hương, sáng tác Trần Mỹ Hạnh, biên đạo Đức Quang, qua phần biểu diễn của tốt nữ Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chiếc thuyền hồi nãy mình chụp hình các bạn, chụp hình cho bà xã mình đó. Hiện tại là ở đây ta đang bài mâm và bài đồ ăn ra nhậu nha. Nhậu dưới thuyền luôn. Rất là thơ mộng.